Chào buổi sáng mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống tại Thụy Điển. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay ba mấy đứa nhỏ lại đi làm không có về, cho nên mấy mẹ con mình lại xách ba lô đi vi vu tiếp. Hôm nay đi ngủ bụi ở nhà Bác Hiền. Bác Hiền thì sống ở Greenwich, cách ở cái tỉnh của mình đó là gần 3 tiếng lái xe, 200 mấy chục cây số đó mọi người. Đó, mọi người thấy không, ở Thụy Điển toàn là rừng, núi với lại hồ biển không à. Đi ngoài đường cao tốc thì buồn ngủ lắm, cho nên mình rất là thích đi những cái con đường như thế này, là vừa đi vừa ngắm cảnh, nghe nhạc rất là lãng mạn và đỡ buồn ngủ. Trời ơi, tới rồi kìa, chạy lên, không thèm đi vô nhà luôn. Ê chị, trời ơi, chị tôi lâu quá mới gặp, đẹp gái quá chừng này. Kìa, Alice lại ôm đi. Hồi lúc đó xíu gì nè. Lúc đó mới đẻ mà, gặp lúc mới đẻ giờ chạy tửng tửng rồi. Trời ơi, cái này nó rạc hơn. Trời ơi, thấy gì? Trời ơi, Bác Hiền kìa. Đây hai chị em, đây là hai chị em. Chị Hiền với lại em Trang. Đi vô con. Dẫn vô nhà đi. Chào Bác Hiền. Chào Bác Hiền. Trời ơi, vô Hiền đi. Coi chỗ bà đó. Clara, Fadiga. Trời ơi, một bàn tiệc đã chờ sẵn, hoành tráng chưa? Hoành tráng lệ không? Hoành tráng lệ, ăn lẩu thái à chị? Lẩu mắm. Chú chó ơi, hèn chi bút kia nó thơm quá. Đây, lẩu mắm. Em à, chắc mười mấy năm thì em chưa ăn. Chưa ăn rồi. Mười mấy năm mà em chưa ăn á. Ăn rồi, hấp dẫn. Alice nè. Alice. Trời ơi. Bỏ cái này ra. Thấy tới dâu là mê. Đây, con khám. Đây. Rồi mê rồi. Thấy tới cái dĩa dâu nè là một lá hồi là ôi ăn mà té xỉu luôn á. Vui quá. Trời ơi, bữa nay tụ lại người Việt Nam ăn lẩu. Mắm không thôi. Ăn mùi mắm nó mới thơm. Đừng nói gì bậy bạ. Sao bỏ thơm vô. Thật sự chị Hiền đói lắm mà gì đợi nè. Đi cắp đồ sống đi. Dạ. Gà bỏ cho trước đi. Ngồi đây hả? Ngồi. Lấy cái đũa nghe. Nè chị Hiền. Ôi cái mắm này là có cà phê sống mà ăn đúng bài rồi, bỏ trước này chị chưa có ăn đâu. Mẹ bỏ cho mắm nè, để bên đây đi, bỏ cà như trước cục lên đi chiên. Cảm ơn. Vụ đứng hả? Có tivi rồi im rồi. Ba chị luôn rồi im ra. Sophia nó giữ em được á, nãy đi trong chùa đó nó đi vòng nó ẩu nó không ra đi, nó giữ ra đi. Còn chị ba thì vô tư lắm, còn chị ba đó ba lớn mấy tuổi? 6 tuổi rồi. Bà nhỏ thì gần 5 tuổi, tới tháng 11 này mới được 5 tuổi. Con Sophia. Sophia nó từ nhỏ rồi, nó từ nhỏ nó tình cảm rồi, nó biết giúp cái này giúp cái kia rồi, nó biết lắm. Bà nó cần. Còn bà kia thì vô tư lắm. Dạ, thế không chẳng nhớ thì còn bà Julia bà không nhớ. Không nhớ. Hồi nãy đi hỏi em đó là chị Bác Hiền Phan. Có chị vậy để bên này, phải mặt mình đó không? Kệ đi chị. Bỏ tắt thì cũng được rồi, chứ cái nóng quá. Để xíu này anh biết độ mồ hôi mà. Bữa nay nóng thiệt không chị ha? Bữa nay 30 độ. 20 độ. Ăn với ớt rồi hả? Không ăn chứ. Một trứng nè. Ăn nóng cái miệng rồi đó. Không, phải bỏ vô cho nó đúng bài, đúng bản nó mới ngon.
ly nước, khát nước quá trời luôn. Mấy chị nhỏ ăn tô Sophia nó ăn mà Julia nó không có đi ăn. Cái này thì tiếng Hồn cũng sẽ đúng hơn. Tội nghiệp anh cô quá. Mới thì tôi được anh đánh vô về nhà. Tội nghiệp ăn quá đi mấy con ơi. Anh đói bụng quá trời. Ơi cái này ăn lẩu dễ vô vậy quá. Đó, kiểu lịch sự quá ai nhà nó tự múc quá hả? Khỏi cần đổ chung đổ chè cái gì đấy. Bỏ vô. Thế cà tím vậy cũng lâu quá không mẹ thôi. Cà tím lâu chín hết. Lâu chín rồi. Đây nè, cái nồi mắm nè. Quá đã luôn. Mực. Ôm mực. Thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ. Đúng rồi. Thơm, thơm quá trời thơm. Cái này mà giống như Việt Nam mình mà có cái bắp chuối á ha. Hay là cái gì? Bắp chuối. Con điên điển, rau nhút. Rau nhút, đúng rồi, đúng rồi. Lèo á. Dạ. Rau đắng rồi. Đâu? Rau đắng rồi. Bên đây mình có rau đắng hả? Có nè. Ủa vậy thì điểm cũng có rau đắng hả? Em sao? Chưa bao giờ em thấy. Có chứ. Ủa đó phải. Ủa rau đắng hay là rau xà lách son? Vũ rau đắng. Ôi vậy luôn hả? Ờ. Ôi ở đây người Việt nhiều trồng cái đó. Mua ở đây người Việt mình bán hả? Nè rau đắng có vàng nè. Rau đắng nha. Của bạn con trồng. À ha. Mẹ của bạn con trồng. Trời ơi. Có rau đắng luôn. Trời mấy mười mấy năm giờ em chưa được ăn rau đắng mà em cũng không biết ăn rau đắng nữa. Rau đắng ăn từ tối hôm qua gì đó. Ăn nó tốt cho sức khỏe. Thơm lắm không? Bún mắm mà có heo quay. Thơm ăn được rồi á. Ok, mời mọi người. Không thích nhúng vậy. Ai nhúng vậy đây quá. Không, cái này nhúng vậy. Tức là mình phải lịch sự để đủ ai đi ha. Nhúng vậy. Cái này dễ thương quá vậy, mua ở đâu vậy chị? Trang hỏi. Tiệm hình như là ở đâu? Amazon. Amazon. Quá ngon không? Cái này thì chất rồi. Trời thì cái thôi cho nhanh hả? Mời mọi người. Khẩu vị của chị nên nếm, chị ăn nó quen á. Ừ. Chị đi ăn quán tiệm không thấy ngon. Ừ. Không thấy ngon mà mình nấu. Ừ. Ăn quen mùi vị mình không? Ừ. Cái khẩu vị mình nấu thì nó quen khẩu vị rồi. Thì có nhiều người giống như ăn ở bên đây xong rồi về Việt Nam sẽ kêu ôi sao ăn không ngon. Thiệt hả? Tại vì mấy người nó quen cái vị của người ta. Còn em á thì em đi về Việt Nam thì em ăn cái gì em cũng thấy ngon. Tại vì người ta nấu cho em ăn là em thấy ngon à. Mà em tự nấu thì em lại cảm nhận em thấy nó lại không ngon. Đúng rồi. Không, chị lại khác thật đó. Chị tự nấu chị ăn gì cảm giác như cái vậy mình nấu biết chắc ngon nó quen á. Dạ. Ăn cũng quen cái chị của mình. Bây giờ đi ra tiệm quán nấu ăn cũng thấy người ta nấu ăn không ngon. Đợt em có bầu với tụi nhỏ á. Em thèm cái này thèm cái kia xong nấu. Để chết thôi. Anh nấu xong ra đâu ăn đâu. Mẹ hãy ăn đi, nó thử. Không ăn đâu. Chị ăn đi, chị ăn đi, ăn đi. Ăn đi, nè, lại tự nhiên đó. Rồi ăn đi. Tự nhiên như nhà của mình đi. Dạ, tụi em tự nhiên nhà của tụi em. Để xong tự nhiên lắm để sáng điện kêu con điện cũng vô. À, thấy sao? Sao chị nói gì? Để nói gì? Sáng chị điện cái đá. Dạ. Quá chị tính tiện rồi. Chị quên mất tiền. Có sáng chị tính điện, chị điện cái đó. Cái kia không cần điện của mình. Cũng như là nói nghe giang hồ đồn là chị nấu lộn mắm hả? À. Nó nói chị qua nhà chị ăn lộn mắm. Nó không điện cũng vô luôn, đến chị cửa nhà luôn. Không cho vô đập cửa đứng đợi không?
Thôi Alip cô không ăn dâu nữa nha. Nè. Không ăn khoai cây. Năng lượng tốt quá thử. Đâu có sao đâu. Cái cây con nít nhỏ á. Người ta nó đừng có cho nó ăn dâu nhiều quá. Em thử cái rau lắm này. Lâu lắm rồi không ăn. Alice ơi. Không giống chị nhìn ra đâu. Không giống hả? Nó sẽ ngọt lên không lắm rồi. Nè con, cho con nè. Còn có bị đắng nhưng mà không đắng. Còn có là... Còn cái gì đó đắng mọc sau hè. Dạ, tất cả mọi người mọc sau hè. Có nhà tắm như ngày xưa rồi, mọc sau hè. Vô vô mọi người, chúc sức khỏe. Vô hoành tráng lệ luôn. Đây lệ, hoành tráng lệ, đây là bạn lệ. Vô bạn lệ. Sao vậy bác Hiền? Bác Hiền nấu ngon quá mà sao bác Hiền ngồi bác Hiền ngó vậy? Hồi nãy 2 giờ chị ăn cơm quá trời. Trời ơi, thấy cái nồi không? Xôi rồi một đã quá trời đã luôn à. Chị nấu, chị no rồi. Đó, quá ngon. Người ta nói dầu chủ kho no nhà bếp không nghe hả? Ăn từ lúc mà ăn mới nè mọi người. Hấp dẫn, hấp dẫn. Quá wow. Chào buổi sáng mọi người. Sophia Julia sáng sớm được bác được cô Hiền làm cơm chiên cho ăn này. Julia ăn ngon không? Ăn ngon lành luôn. Ngon không? Dạ ngon. Con biết cái này là cái gì không? Món này là món gì? Chị hai. Món này là gì? Con ăn cơm chiên. Con ăn cơm chiên. Sophia nói đi. Con ăn cái gì? Con ăn cơm chiên. Cơm chiên. Hồi nãy con nói là con ăn cái món này là món gì? Cơm chiên. Là có nghĩa là cái gì? Cơm chiên mà nãy nó kêu là nó ăn con chim. Sao mà nó nói là thôi nó không ăn con chim nào. Nó chỉ ăn cơm thôi. Giống như cái gì công chúa. Em nói với nó là con là công chúa phải không? Cái đó nó nói không, con là con chó. Em Alice đói quá, em Alice tự múc ăn luôn. Nè, con không được nói vậy, con nói vậy là hổn. Con là cái gì? Con là công chúa hay là con là con chó? Chúa. 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 Công chúa. Chị hai giỏi, má ma chọc chị hai thôi. Má ma chọc thôi, chị hai giỏi lắm. Chị hai ăn đi. Chị hai ăn cho máu lên đi. Bạn Alice nè, bạn Alice bóc luôn. Nè, bạn bóc, bạn ăn luôn đi bạn. Muỗng bự quá, không lấy muỗng nhỏ cho em. À, em tính đút cho nó ăn á. Thôi, ăn lẹ lên đi rồi mình đi ra, mình đi dạo. Mình đi vòng vòng mà tỉnh vô nó khòe mình chơi ha. Sophia vô ra có biết. Bữa nay em có quỷ gì nó chơi. Bữa nay chủ nhật. Mama. À, we will go home and it's not. Mình ăn xong rồi mình đi dạo chút xíu nữa rồi mình đi về. Ok, thôi ăn nhanh lên đi nè. Bị đuổi về rồi. Quậy quá à, bị đuổi về rồi. Khói. Cái mặt coi kìa, coi kéo qua đi đi rồi Khói. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đi, nói cảm ơn cô. Hẹn gặp lại cô. Ok, bye bye Trang. Cảm ơn Trang nhiều. Trời ơi, bà kia bà đi luôn rồi kìa. Ok. Bye bye em. Con, đi. Đi qua đây nè, đi về nè. Trời ơi, nhảy lên chút xíu đi rồi đi về. Rồi, bye bye cô Hiền đi. Hẹn gặp lại cô Hiền. Cảm ơn cô Hiền. Hôm nay cho con tới ở ngủ cá. Đợt sau xuống nữa nha. À đi xuống ôm đi. Xuống đi xuống ôm cô Hiền kìa. Alice nè. Alice. Ôi Alice không, Alice muốn đi về.
đi đi về nè, chưa rồi đi về rồi leo lên xe ngủ, ngày mai má ba còn đi làm nữa. Dạ. Ở đây người đẹp không tuổi hiền đây, cảm ơn người đẹp nhiều. Trời ơi bé bye cô ôm nãy giờ ôm hoài luôn không chịu về, thương cô hiền quá mà. Cô hiền dễ thương quá mà, nấu đồ ăn ngon quá mà mê, mê mốt má ba cho lại đây ngủ luôn nha. Ok mọi người, bây giờ mình đi về, bố mẹ con mình đi về nhà đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Bye bye mọi người. Alice nó đi mất tiêu rồi. Bye bye Alice. Alice nó không chịu đi về, nó muốn đi quay trở về lại nhà của chị Hiền. Bye bye.